Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngọc Trinh mới đổi xế hộp hôm 20 tháng 4. Chiếc drone roi này có giá gốc khoảng 30 tỷ đồng, nhưng nhiều người cho rằng đây là xe đã qua sử dụng, Ngọc Trinh mua lại với giá rẻ hơn. Xe được dán đề can hồng nổi bật, toàn bộ nội thất bọc ra cao cấp. Ngọc Trinh mới đổi xế hộp hôm 20 tháng 4. Chiếc drone roi này có giá gốc khoảng 30 tỷ đồng, nhưng nhiều người cho rằng đây là xe đã qua sử dụng, Ngọc Trinh mua lại với giá rẻ hơn. Xe được dán đề can hồng nổi bật, toàn bộ nội thất bọc ra cao cấp. Nữ người mẫu khoe vẽ xe với thiết kế các ao táo bạo. Cô được các nhân viên an ninh hộ tống vào địa điểm tổ chức các tinh, tuyển người mẫu cho sâu diễn sắp tới. Nữ người mẫu khoe vẽ xe với thiết kế các ao táo bạo. Cô được các nhân viên an ninh hộ tống vào địa điểm tổ chức các tinh, tuyển người mẫu cho sâu diễn sắp tới mỹ nhân quê Trà Vinh đang kết hợp cùng ông bầu vũ khắc tiệp làm sâu Venus Secret. Đây là dự án cô ấp ủ từ lâu, nay mới thực hiện được. Mỹ nhân quê Trà Vinh đang kết hợp cùng ông bầu vũ khắc tiệp làm sâu Venus Secret. Đây là dự án cô ấp ủ từ lâu, nay mới thực hiện được. Năm 2019 Vũ Khắc Tiệp tổ chức đêm hội chân dài lần cuối, khép lại chuỗi sự kiện đình đám gắn liền với tên tuổi của anh, khiến nhiều người nuối tiếc. Sau hai năm nghỉ ngơi, ông Bầu và Ngọc Trinh quyết định bắt tay làm dự án mới hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi nâng mọi thứ lên một tầm cao mới để góp phần phát triển ngành công nghiệp thời trang và giải trí của Việt Nam. Nửa năm nay tôi và Trinh dành nhiều tâm huyết, thời gian cho dự án Venus Secret, Vũ Khắc Tiệp nói. Năm 2019 Vũ Khắc Tiệp tổ chức đêm hội chân dài lần cuối, khép lại chuỗi sự kiện đình đám gắn liền với tên tuổi của anh, khiến nhiều người nuối tiếc. Sau hai năm nghỉ ngơi, ông Bầu và Ngọc Trinh quyết định bắt tay làm dự án mới hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi nâng mọi thứ lên một tầm cao mới để góp phần phát triển ngành công nghiệp thời trang và giải trí của Việt Nam. Nửa năm nay tôi và Trinh dành nhiều tâm huyết, thời gian cho dự án Venus Secret, Vũ Khắc Tiệp nói. Sau thời gian trung thành với hình ảnh bánh bèo, gợi cảm, năm 2021 Ngọc Trinh làm mới mình bằng phong cách hiện đại, cá tính. Sau thời gian trung thành với hình ảnh bánh bèo, gợi cảm. Năm 2021 Ngọc Trinh làm mới mình bằng phong cách hiện đại, cá tính. Đạo diễn thời trang Nguyễn Hương Phúc ngồi ghế nóng cùng Ngọc Trinh và bầu tiệp trong buổi cắt tinh. Đạo diễn thời trang Nguyễn Hương Phúc ngồi ghế nóng cùng Ngọc Trinh và bầu tiệp trong buổi cắt tinh. MC Kiều Ngân khoe lưng trần, dáng chuẩn khi tới dẫn trắc chương trình chiều ngày 25 tháng 4. MC Kiều Ngân khoe lưng trần, dáng chuẩn khi tới dẫn trắc chương trình chiều ngày 25 tháng 4 diễn viên Vũ Ngọc Anh diện áo cót xét và quần nhung xanh nổi bật. Diễn viên Vũ Ngọc Anh diện áo cót xét và quần nhung xanh nổi bật. Rất đông người mẫu tới tìm cơ hội diễn sâu của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Nữ hoàng nội y tiết lộ sau chương trình cô sẽ ra mắt thương hiệu thời trang dành cho nữ giới với các thiết kế ấn tượng, ra đời dựa trên trải nghiệm của cô với hàng hiệu và các sản phẩm cao cấp. Rất đông người mẫu tới tìm cơ hội diễn sâu của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp nữ hoàng nội y tiết lộ sau chương trình cô sẽ ra mắt thương hiệu thời trang dành cho nữ giới với các thiết kế ấn tượng ra đời dựa trên trải nghiệm của cô với hàng hiệu và các sản phẩm cao cấp một số người mẫu nước ngoài cũng tham dự buổi cắt tinh vũ khắc tiệp cho biết anh muốn tìm các thiên thần chứ không phải người mẫu chúng tôi không tìm người mẫu chỉ diễn sâu một lần mà mong phát hiện được các cô gái đẹp yêu thời trang và đào tạo họ một cách bài bản giúp họ tiếp cận những người yêu thời trang khác và kiếm được thu nhập cao từ ngành thời trang, Vũ Khắc Tiệp nói. Một số người mẫu nước ngoài cũng tham dự buổi cắt tinh. Vũ Khắc Tiệp cho biết anh muốn tìm các thiên thần chứ không phải người mẫu. Chúng tôi không tìm người mẫu chỉ diễn sâu một lần mà mong phát hiện được các cô gái đẹp, yêu thời trang và đào tạo họ một cách bài bản, giúp họ tiếp cận những người yêu thời trang khác và kiếm được thu nhập cao từ ngành thời trang, Vũ Khắc Tiệp nói. Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp chụp ảnh cùng bạn bè nghệ sĩ đến xem buổi cát tinh. Các người mẫu có tố chất trở thành thiên thần được tuyển trọng ở cả ba miền sẽ tham gia khóa đào tạo, hoàn thiện các kỹ năng như cát quát, giọng nói, cách trò chuyện trước đám đông, thể hiện năng khiếu cá nhân, tham gia những buổi hội thảo cùng chuyên gia về nhiều lĩnh vực để có thể tỏa sáng trong làng giải trí. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh còn ra Đà Nẵng và Hà Nội tìm ứng viên cho sâu Venus Secret. Ngọc Trinh, Vũ Khắc tiệp chụp ảnh cùng bạn bè nghệ sĩ đến xem buổi cát tinh. Các người mẫu có tố chất trở thành thiên thần được tuyển trọng ở cả ba miền sẽ tham gia khóa đào tạo, hoàn thiện các kỹ năng như cách thoát giọng nói, cách trò chuyện trước đám đông, thể hiện năng khiếu cá nhân, tham gia những buổi hội thảo cùng chuyên gia về nhiều lĩnh vực để có thể tỏa sáng trong làng giải trí. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh còn ra Đà Nẵng và Hà Nội tìm ứng viên cho show Venus Secret. Ngọc Trinh ngồi siêu xe đi các tin người mẫu. Ảnh Tony Đinh Hương Giang